xin chào anh. Yo. Hôm nay anh muốn mua sản phẩm gì nhỉ? Hôm nay anh muốn mua một cái màn hình LG 34 inch 4K. Nhưng mà anh phân vân là giá bao nhiêu ấy? Nó rơi vào khoảng tầm trên 20 triệu, khoảng 21 triệu gì đấy anh ạ. Lấy cho anh con này. Ok. Anh có bao giờ quan tâm về giá không? Để em tí. Ok. A few minutes later. Ok. Đây, anh gửi anh. Gửi cái gì này? Phải có nước môi này mua màn hình mà. Ôi dồi ôi, màn hình anh ra xe rồi. Còn ấy, chúng em đang có chương trình đến ngày 22. Hoặc là đến khi hết quà nhá, là tặng nước mỗi khi mua đồ. Uầy, chu đáo quá nhở. Chu đáo mà anh. Anh cảm ơn nhá. Cảm ơn anh. Ok. Chồng với con suốt ngày chỉ biết game thôi. Nhất nhất đến nơi rồi, không biết đường mà đi mua cái nước hay là mua bia. Chúng em đang có chương trình đến ngày 22. Tặng nước mỗi khi mua đồ. Được, anh đi mua bia. Nhưng mà tiền đâu? Hãy lấy Nguyễn cầm đi thôi, cầm thẻ em đi. Anh cầm thẻ để đi mua nhé. Ừ, hào hứng nhỉ? Sao vấn đề gì anh? Gấp, build cho anh một bộ mini PC 70 triệu. Có hình như thế nào tùy em chọn. Ok, có luôn rồi anh nha. Ui giời. Chồng kia biết ngay mà bảo đi mua bia để lại đi mua PC rồi. Hở ra một cái là mua PC, hở ra một cái là mua đồ công nghệ. Hai vợ chồng này vi diệu rồi nhở? Mua hàng PC Acom tặng thùng bia mà không lấy à? Đợi tí! Dạ vâng, cảm ơn chị đã mua hàng bên em ạ. Thì chị có cần giúp đỡ gì nữa không ạ? Em đoán xem là chị cần gì? Chị có cần gì thì chị cứ hỏi bọn em và em sẽ phục vụ chứ em sao biết được ạ? Thế bây giờ gần Tết rồi ta phải tiêu một đống tiền nữa thì mày đoán xem là ta cần gì? Hóa đơn chị trên 20, có phải là chị đang cần nước đúng không ạ? Đây là có chương trình đấy ạ. Dạ vâng, đây là nước của chị ạ. Tầm này tao cần gì nước nôi, tao cần tiền thằng này nữa. Ôi cuộc đời tại sao bao ngang trời. Tặng cho cả nước cơ mà. Đám người này khổ thật đấy. Chị muốn trả. À, dạ vâng. Thế sản phẩm này của chị gặp vấn đề gì ạ? Trả làm sao ạ? Chị thích trả thôi. Thích trả? Thế chị đã mua sản phẩm này được bao lâu rồi ạ? Chị mới mua được 5 ngày thôi. 5 ngày ạ? À, 5 ngày thì bọn em vẫn hỗ trợ trả chị nhá. Nhưng mà phải trừ 10% giá tiền của sản phẩm. Thì để em xử lý luôn cho chị nhá. Năm ngày. Dạ vâng, đây là tiền của chị ạ. Cảm ơn chị đã qua bên em và chúc chị một ngày vui vẻ ạ. Chị có gì khó chịu, có gì không hài lòng không ạ? Có phải là chị đang muốn tranh cãi một chút đúng không ạ? Đúng đúng, trời ơi, em quá hiểu ý chị luôn. Chị đang muốn được tranh luận, được cãi nhau một tí là cho đỡ ngứa cơ mồm. À ok, thế mà chị là Đào Thu Phương hay không mà đòi trả bên em? Đây nhá, tôi biết ngay là anh sẽ hỏi như thế là tôi đã chụp lại hóa đơn ở trong điện thoại rồi. Xem đi, tôi chính là Đào Thu Phương, người đã mua cái con tản này cách đây 5 ngày trước. Được chưa? À làm chưa? À rồi. Thế hàng ngon như này mà sao phải trả? Sao có mỗi cái chuyện trả đồ mà lằng nhằng ấy, gọi quản lý ra đây, quản lý đâu? Ôi thôi, đừng gọi quản lý, chị ơi, em bị trừ lương đấy. Rồi đây, em gửi tiền lại cho chị rồi nhá, em xử lý nhanh cho chị rồi. Ôi, nhẹ nhõm với cả người, ôi cảm ơn em nhá. Rồi lắm rồi chị cũng được cái nào ấy, cảm ơn em nhá. Hoạt động cơ mồm, thích quá, về nhá. Xin, bye bye, cảm ơn chị. Bye bye. Bye bye chị nhá. Ui, gặp chị gái công nhận vi diệu đấy. Nhưng mà anh em à, qua com nhá, lỗi trong vòng 15 ngày đổi trả thoải mái, không thích nhá, trả lại luôn, không vấn đề gì cả. Ngoài nó, bực thế nhờ. Mày móc lác quá. Bây giờ có tiền ra Hacom mua cái PS không phải sướng không? Anh Kiên ơi. Hả? Mẹ bảo là Tết mới năm mới cho tiền mua PS, anh mua không? Mua PS. Đi luôn đi, mua luôn cho anh luôn. Ôi giời, đây em đi mua luôn đây. A few minutes later. Ủa, đến lúc anh PS mua về đây. Đây, để anh. PS? Mua PS này. Mẹ đủ anh à? Tết nhất rồi đừng có mua. Nhưng mà mẹ bảo mua PS. Cái này răng mà có phải PS PlayStation hay Black Speeder đâu anh. Lừa à? Mua đồ công nghệ mà anh chẳng mua gì cho vợ con nhỉ? Ngày mùng 1, cửa hàng nó mở. Cái kìa. Đâu? Đây này.
Nhanh nhanh nhanh. Ôi, xin chào anh chị ạ. Chào mừng anh chị đến với Hacom ạ. Chúc mừng năm mới anh chị. Ừ, ôi hôm nay mùng 1 vẫn mở bán à em? Ui dạ vâng, chúng em mở bán xuyên Tết mà chị. Chả biết đây là chỗ nào. Vào mua. Vâng, đi. Dạ vâng, đây là đồ của hai anh chị ạ. Cầm đi. Ở thế mai bên mình có mở cửa không em? Ui, bọn em mở xuyên Tết rồi mà, tận 4 cơ sở, 4 chi nhánh luôn đấy. Ừ, thế mai chị lại qua ủng hộ tiếp nhá, hôm nay mua nhiều đồ, mệt lắm rồi mọi người. Ôi em, qua gì nữa, hôm nay mua một đống rồi. Thế thì anh mới hiểu cảm giác của em. Thôi, mua hàng xong rồi, mình đi khai bút đầu xuân đi. Bye bye anh chị ạ, bye bye. Ui anh em ơi, qua bên Hà Cò chúng mình nhá, Tết mở xuyên Tết rồi đấy.